thích phước tình, trên nẻo đường thiên lý, nhà xuất bản Tôn Giáo. Đôi nét về thầy Thích Phước Tình. Thầy sinh năm 1947 tại Đồng Tháp, Việt Nam. Thọ tỳ kheo năm 1972 tại Đại Giới Đàn Quyền Trang, chùa Phật Ân Mỹ Tho, Tiền Giang. Năm 1973 đến tu viện Chân Không và về thường chiếu năm 1975. Trụ trì chùa Quán Thế Âm tại Đà Lạt năm 1993. Năm 2001 đến Hoa Kỳ, thường trú tại tu viện Lộc Quyển, San Diego cho đến nay. Dẫn ngôn. Đây là tuyển tập pháp thoại ngắn được phiên tả từ các đoạn TikTok trên trang Pháp Âm của thầy Hòa Thượng Thích Phước Tình. Hiện tại dòng pháp của thầy lan tỏa rất rộng. Thầy giảng dạy kinh văn, thi ca thiền, Phật giáo sử, luật học và chia sẻ pháp thoại cho các khóa tu. Chắc dẫn thiền sinh thực hành thiền tứ niệm xứ trên nền tảng ngộ lý của thiền đốn ngộ Trung Hoa. Nhóm của chúng tôi đã theo học với thầy nhiều năm và nhận được dòng sữa chánh pháp nuôi dưỡng sâu xa, nên không ngại phiên tả pháp thoại từ văn nói thành văn viết, nhưng phải thú nhận một cách chân thật, hàng hậu học như chúng tôi, dù cố gắng hết sức vẫn không giữ được sức sống, pháp như thị. Bởi lẽ chúng tôi chỉ có thể đón nhận theo căn cơ hạn chế của mình, nên việc cắt ngắn từng đoạn pháp thoại từ đó cũng thiếu hoàn chỉnh, không biểu đạt hết ý của thầy truyền trao pháp học pháp hành đến với hành giả muốn liễu ngộ tâm để thực sự đi vào công trình tu tập. Nhằm khắc phục sự bất toàn này, sau khi phiên tả xong, chúng tôi đã trình thầy duyệt lại cảo bản, đồng thời đặt tiêu đề cho tác phẩm trước khi in thành sách để phổ biến đến những người bạn hữu duyên. Thầy đã hoan hỷ nhận lời, tuy nhiên ngài chỉ đọc sơ qua chứ không có nhiều thì giờ nhuận văn. Từ đó sẽ không tránh được những sai sót nhất định. Riêng về nhan đề tác phẩm, ngài dạy những đoạn pháp thoại ngắn này như biển báo bên đường để hành giả vui chân về lại cố hương. Vậy nên nhóm phiên tả chúng tôi mạo muội chọn tên bình dị Trên Nẻo Đường Thiên Lý cho tuyển tập đầu tay này, rất mong chư hiền giả đón nhận một cách liễu tri. Cuối cùng, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thầy vì tôn sư vô cùng quý kính của chúng con, người đã dìu dắt cho thế hệ tu sĩ và cư sĩ trẻ chúng con những bước mà không sợ lạc lối khi đi vào sự hành trì chánh pháp, thấu ngộ nguồn tâm. Thầy đã truyền cảm hứng để chúng con làm dậy chất men, biết sống tạm quý, biết trân trọng từng ngày giữa bộn bề danh lợi thế nhân, biết dừng lại đời sống quay cuồng lao xao trong cõi mộng. Chúng con nguyện xin trọn đời sống vô úy trước mọi cám dỗ pháp diệt sinh và an trú miên viễn nơi dòng pháp bất sinh diệt. Tân Thọ ngày 15 tháng 8 năm 2023, nhóm phiên tả Giác Hải, Pháp Minh, Như Niệm.